Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại ngồi đây và bàn luận với mọi người về FIFA 24 lần nữa. Thì ở video này chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau cái cách để mà mình có thể cải thiện được cái khâu phòng ngự trong FIFA 24, phòng ngự trong những tình huống tấn công của đối thủ ở trong trận đấu thực tế. Thì trước khi xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Và mọi người có thể vào trang wescan.vn/thanhhoa để trả lời những câu quiz cực kỳ đơn giản về cái video này và nhận code này, nhận quà này, rất là nhiều quà ở tại wescan.vn/thanhhoa. Và kỹ năng đầu tiên để cải thiện khả năng phòng ngự các bạn sẽ cần phải tập trung đó chính là kỹ năng tắt bóng. Tức là mình sẽ phải ấn tắt bóng làm sao khi mình ấn tắt bóng cái là cầu thủ họ sẽ tắt được trái banh này. Hoặc là mình sẽ ấn tắt bóng làm sao cho cầu thủ họ có thể lấn được trong một số tình huống. Và ở video này thì mình sẽ lấy nút tắt bóng mặc định của bàn phím đó chính là nút space, bởi vì các bạn mà đá bàn phím á, khi các bạn để với độ mặc định thì nó sẽ là nút này. Còn các bạn đá tay cầm thì mỗi người là mỗi nút, cho nên mình có đăng cái nút lên đây đôi khi các bạn sẽ ấn nhầm á, cho nên là các bạn vào phần cài đặt của mình xem thử nút tắt bóng của bạn là nút nào để tự so sánh nha, như vậy nó sẽ dễ dàng hơn cho mọi người. Và để có một pha tắt bóng chuẩn xác á, thì các bạn sẽ phải biết điều khiển cầu thủ mà mình đang di chuyển làm sao ra trước mặt cầu thủ của đối thủ của mình. Ví dụ tình huống này các bạn thấy nè, đối phương đang cầm banh đúng không, nhưng mà mình đã đổi sang Van Dijk rồi, để Van Dijk đứng trước mặt cầu thủ kia. Nếu như cầu thủ này có ngoặt lại hướng khác thì mình sẽ đổi sang Walker kế bên á, để mình có thể đứng trước mặt cầu thủ đó nữa. Tại vì các bạn sẽ phải đứng trước mặt cầu thủ thì các bạn mới có thể tắt bóng nó chuẩn xác được và không bị phạm lỗi. Và có nhiều bạn thắc mắc ở chỗ là tắt bóng mạnh có nên sử dụng hay không, thì mỗi người sẽ có cách thủ khác nhau nha. Với mình là mình sẽ không sử dụng cái tắt bóng mạnh. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng cái tắc bóng mạnh này thì tùy thôi, các bạn vẫn có thể sử dụng được. Bởi vì mình muốn sự cơ động khi tắc bóng mạnh á, các bạn bật lên thì các bạn sẽ phải lên lực và bạn phải thả lực ra thì cầu thủ mới tắc bóng. Còn với mình thì mình không sử dụng, thì mình chỉ cần ấn nút tắc bóng thôi là cầu thủ sẽ tự động cài chân ra nó nhanh hơn tí xíu. Thì để thực hiện một pha tắc bóng chuẩn xác, các bạn sẽ cần phải nhớ hai cái đó. Một là phải chọn vị trí trước mặt đối thủ của mình rồi sau đó mới ấn tắc bóng. Cái thứ hai là mình sẽ phải biết được cái nút tắc bóng mình là nút nào và phần cài đặt để xem, để ấn nút cho nó chuẩn xác. Thứ hai sẽ điều mà nhiều bạn thắc mắc lắm, đó chính là cái gọi hỗ trợ. Thì cái gọi hỗ trợ này khi nào mình sẽ bấm gọi hỗ trợ và gọi hỗ trợ trong bao lâu, và gọi hỗ trợ có tác dụng gì trong phòng ngự của FIFA 24. Và bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái tác dụng của gọi hỗ trợ trước đi, bởi vì nhiều bạn hiểu lầm cái tác dụng của cái này. Tại vì cầu thủ mà các bạn gọi hỗ trợ họ sẽ không có phải có nhiệm vụ là lấy bóng giùm các bạn đâu, mà tác dụng của gọi hỗ trợ đó chính là sẽ cho bạn thêm thời gian để bạn có thể điều khiển cầu thủ khác và các bạn bắt bài để đi kèm cái đường chuyền. Cho nên nhiều bạn thắc mắc là mình ấn giữ gọi hỗ trợ nhưng tại sao cầu thủ họ cứ rà rà trước mặt đối thủ chứ không có tắt bóng. Thì cái nhiệm vụ của nút gọi hỗ trợ nó là như vậy á. Ví dụ tình huống này các bạn thấy nè, mình đang cầm Rudiger và mình giữ gọi hỗ trợ thì cầu thủ của mình á, họ sẽ đứng trước mặt và che cái đường chuyền tới thôi, chứ họ không có lao vào nha, không lao vào đâu. Trong lúc mà cầu thủ che đứng hướng chuyền thì đối thủ họ sẽ không chuyền lên được, và mình sẽ có thời gian để mình set up, mình đổi người khác để mình thiết lập cái pha phòng ngự. Lưu ý khi mình giữ gọi hỗ trợ rồi mà đối phương họ chuyền hướng khác á, thì mình phải thả nút gọi hỗ trợ ra nha, chứ nếu bạn giữ luôn thì cầu thủ khác của đội mình sẽ lao lên và mình sẽ bị lũng vị trí. Và về cái nút bấm để mà có thể ấn gọi hỗ trợ thì mình sẽ lấy nút mặc định trên bàn phím luôn nha. Còn tay cầm thì các bạn sẽ so sánh xem thử trong phần cài đặt các bạn cài nút gọi hỗ trợ là nút nào và so sánh theo. Tại mỗi người sẽ có những cài đặt khác nhau. Ở mình sẽ lấy mặc định đó là chữ Q trên bàn phím á. Và khi bạn giữ gọi hỗ trợ thì mình sẽ điều khiển cầu thủ khác để mình chạy về mình kèm để làm chậm cái nhịp độ tấn công của đối thủ. Và để có một tình huống gọi hỗ trợ hợp lý á, các bạn chỉ cần nhớ ba cái đó. Cái đầu tiên là tác dụng của gọi hỗ trợ là gì, và thời gian giữ là bao lâu, khi nào thì mình sẽ thả nút gọi hỗ trợ ra, và nút bấm trong cài đặt của các bạn thì các bạn cài đặt nút gọi hỗ trợ là nút nào là được. Và phần tiếp theo sẽ là phần đổi người, cái mà rất là nhiều bạn thắc mắc đúng không. Đổi người thì mình sẽ có hai cách đổi, một là mình sẽ đổi theo ý của mình, hai là mình sẽ đổi tự động random ngẫu nhiên. Và mình vẫn khuyến khích mọi người là nên đổi theo ý của mình, tức là mình muốn điều khiển cầu thủ nào thì mình sẽ đổi qua cầu thủ đó để mình chủ động hơn trong khâu phòng ngự nè, để mình có thể kèm người nó chuẩn xác hơn và tắt bóng nó nhanh hơn, phản ứng nó lẹ hơn, dễ dàng hơn cho khâu phòng ngự chứ đúng không, dễ dàng bắt bài đối thủ hơn. Và bởi vì ở phiên bản hiện tại của FIFA 24 cái phòng ngự mình sẽ phải tự làm rất là nhiều, AI nó hỗ trợ ít rồi, mình phải điều khiển hết, mình phải setup phòng ngự luôn. Ví dụ tình huống này mình muốn đổi từ Mathus sang Rudiger để mình kèm nó dễ hơn đúng không. Nếu như mình bấm random thì rõ ràng nó vẫn có tỷ lệ ra Rudiger nha, nhưng nó không chắc chắn. Mình sẽ dùng cái đổi người thì muốn mình để nó chắc chắn rằng mình sẽ phải điều khiển bằng Rudiger, chứ nếu như pha đó mình không điều khiển Rudiger thì mình sẽ không thể nào tắt bóng nó chuẩn xác được, và mình sẽ bị một pha tấn công cực kỳ nguy hiểm luôn.
Và để có thể đổi người theo ý muốn thì nó sẽ phức tạp một xíu nha. Trên bàn phím thì các bạn sẽ phải giữ nút Shift hoặc là nút Control. Và cái hướng mình cần đổi, ví dụ tình huống này mình muốn đổi từ Song về Ruger thì mình phải giữ Control và cái hướng xéo lên. Tay cầm thì đơn giản hơn, các bạn chỉ lắc cái cầm bên phải về cái hướng mà các bạn muốn đổi thôi. Và mình sẽ lấy cái cầu thủ mà mình đang điều khiển làm tâm nha, và mình sẽ đổi theo cái hướng của cầu thủ đó. Và đó là khi đổi người chính xác mà nó khoảng cách gần. Còn có những tình huống nữa khoảng cách xa, ví dụ tình huống này các bạn thấy nè, mình muốn đổi từ Mathers về Rudiger thì mình phải qua từng bậc. Mathers qua Solomon, Solomon qua Yaya Touré, Yaya Touré qua Van Dijk và Van Dijk mới tới được Rudiger. Thì khi mình đổi chậm như vậy, từng bậc như vậy thì nó mới chuẩn xác được. Còn các bạn đổi một lần mà từ ở phần tiền đạo về luôn hậu vệ thì cái tỷ lệ chính xác nó thấp lắm. Và nếu như bạn đổi sai, các bạn sẽ bị lỡ nhịp và đổi người không kịp và dễ bị rối. Vậy để thực hiện một cái pha đổi người phòng ngự mà chuẩn xác thì các bạn sẽ phải cần lưu ý nha. Các bạn phải biết được cái tác dụng của đổi người này nó là gì. Cái thứ hai là cách đổi, các bạn sẽ phải đổi từng bậc hay các bạn sẽ đổi nhanh những hướng nó ra sao. Và cái cuối cùng là nút bấm. Nhớ là bàn phím sẽ là giữ Control hoặc là nút Shift. Tay cầm chỉ cần lắc về cầm bên phải về cái hướng cần đổi là được. Cuối cùng mình sẽ phải set up một cái pha phòng ngự sau khi đã hội tụ hết tất cả những kỹ năng cần thiết rồi. Về cách set up phòng ngự thì mỗi người sẽ có những cách set up phòng ngự khác nhau, không ai giống ai cả. Với mình sẽ bày cho em cách xếp phòng ngự mà gọi là cơ bản nhất và dễ dàng nhất cho mọi người có thể thực hiện. Chứ ngoài ra thì trong FIFA 4, kể cả trong bóng đá thì nó rất là đa dạng, có người phòng ngự kiểu này, có người phòng ngự kiểu kia, mỗi người sẽ phòng ngự khác nhau, chả giống ai đâu. Và cách xếp phòng ngự này là cách xếp phòng ngự mình kiểm tra xem thử những cầu thủ của đối phương mà ở phòng sân của mình họ đã có người kèm chưa. Thường sẽ là một kèm một, và để khi mà đối phương có truyền lên phòng sân của mình thì họ sẽ mất banh ngay lập tức, mình sẽ có người kèm vào. À, sau khi kiểm tra đã đầy đủ hết mọi người rồi thì mình sẽ lao lên. Ví dụ tình huống này bạn thấy nè, mình sẽ phải cầm Van Dijk, mình lao lên mình kèm chàng kia, với Rudiger đã kèm ở người cao nhất rồi, Walker thì kèm phía xa. Và khi mình kèm như vậy mình lao lên thì đối phương họ sẽ truyền, và họ truyền họ sẽ bị bắt bài và sẽ bị cắt bóng đó, bởi vì mình đã set up hết tất cả mọi thứ rồi. Và khi mà đối phương tấn công á thì trong thời gian set up các bạn đừng vội ập vào nha, mình sẽ phải điều khiển mình đổi người để mình rà hết, mình kèm hết tất cả cái cầu thủ bên phía sân của mình đã. Ví dụ tình huống này bạn thấy nè, mình chưa vội ập vào mà mình sẽ kèm hết những cầu thủ. Và hai cánh nha sẽ là vị trí dễ lũng nhất. Ví dụ tình huống này các bạn thấy nè, hai cánh, tại vì hậu vệ cánh thường họ sẽ bó vào trung lộ á, nên mình để ý là xem nếu như mà hai cánh không ai kèm thì mình sẽ phải điều khiển cầu thủ mình chạy ra mình kèm nha. Và tình huống này mình đã bọc lót bằng net vest á, mình bọc lót lại. Nếu như không, đối phương họ sẽ xuyên cánh và mình sẽ rất khó để mà có thể đu lại những cầu thủ đó. Nếu như các bạn thuần thục được cái kỹ năng mà setup phòng ngự này thì từ bậc huyền thoại trở xuống nha, các bạn sẽ dễ dàng lấy banh và các bạn sẽ có một pha phản công nè. Bởi vì ở bậc từ huyền thoại trở xuống họ sẽ thường tấn công rất là nhiều, họ ít khi nào chuyền về lắm. Còn từ thách đấu tới siêu sao thì đây cũng là một cách phòng ngự hiệu quả, nhưng nó sẽ còn phụ thuộc vào đối thủ của các bạn, họ có kỹ năng và trình độ ra sao nữa. Vậy thì có thể setup được pha phòng ngự mà nó cơ bản nhất và nó hiệu quả nhất thì các bạn nhớ chú ý là nhìn phần sân của mình nha, xem thử có ai bị kèm chưa. Nếu chưa ra thì chạy tới kèm người, và chú ý hai cánh nha. Thường xuyên hai hậu gánh họ sẽ bó vào trung lộ, nên mình chú ý nếu như họ bó vào trung lộ thì nhớ điều khiển chạy ra lại, xong rồi đó tìm tiếp. Và đó là cách để các bạn có thể cải thiện được cái khả năng phòng ngự của mình, nó đơn giản nhất và nó cơ bản nhất nha, không có gì khó khăn cả. Đó chỉ là nút kèm người tắt bóng nè, đó chỉ là nút di chuyển nè, đó chỉ là nút đổi người, và những nút này ai ai cũng biết cả và ai ai cũng làm. Cái quan trọng là cái tư duy của các bạn sẽ phải thiết lập ra một cái pha phòng ngự như thế nào. Bởi vì mỗi người sẽ có những cách để cải thiện phòng ngự khác nhau nữa. Các bạn có thể comment ở phía dưới những cách mà các bạn đã cải thiện phòng ngự bạn như thế nào, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.